Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung tiểu mục chuyện trong ngày. Thưa quý vị, trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã có dự thảo bản giá đất điều chỉnh. Trong đó, giá đất nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ 5 đến 51 lần so với hiện tại. Được dự kiến sẽ áp dụng từ đầu tháng 8 tới đây, nhưng đến nay, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xem xét. Vẫn chưa biết khi nào thành phố sẽ áp dụng bản giá đất mới này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần phải có sự đánh giá tác động kỹ lưỡng để tránh những cú sốc cho người dân, nhất là khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc được công nhận sử dụng đất. Hôm nay, ông Quang đến văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức thực hiện bước cuối cùng để nhận cuốn sổ đỏ mà gia đình ông đã mong chờ nhiều năm nay. Với ông, may mắn hơn khi các khoản thuế phí để được cấp sổ đỏ đã được hoàn thành trước khi bảng giá đất mới của thành phố được ban hành. Bởi theo dự thảo bảng giá đất mới, giá đất trên tuyến đường Hoàng Hữu Nam nhà ông ở mức 69 triệu đồng một mét vuông, tăng hơn 19 lần so với bảng giá cũ khi chưa có hệ số sử dụng đất. Thế sử dụng đất với lại trước bạ nhà đất thì tôi đã đóng rồi. Hai cái khoản đó cho cái diện tích 23,6 là tổng số tiền đóng là khoảng 68 triệu 500 ngàn cỡ đó. Rồi nếu mà nhà nước thu thuế nhiều hơn thì buộc mình cũng phải đóng nhiều hơn. Nhưng mà do là mình thời gian mình làm hồ sơ tới nay là 8 tháng thì vẫn còn cái giá cũ. Cho nên là rất là mừng. Còn bà Biển, dù hôm nay đi làm thủ tục giải chấp khi đã trả nợ xong khoản vay, nhưng bà lại vẫn đang nghĩ đến việc làm sao để có đủ tiền chuyển đổi 1.000 m2 đất vườn của mình lên đất ở khi bảng giá đất mới được áp dụng. Theo cô thì khoảng 1.000 mét đất vườn ở ngay đường Hoàng Hữu Nam đấy. Thế nhưng mà nói chung là cũng lo. Không lên đất thổ cư thì làm sao mà xây được nhà. Bây giờ nhà nước thì chuyển đổi, cho chuyển đổi. Nhưng mà lo là không có tiền đóng thuế. Tất cả những dữ liệu này là những dữ liệu giao dịch thành hoặc là dữ liệu được cơ quan nhà nước phê duyệt, được cập nhật vô bảng giá này cho nó mang tính chất đầy đủ để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Nó không hề có một cái điều chỉnh tăng hơn so với thị trường. Cập nhật giá đất nông nghiệp tăng, giá đất ở tăng, hai cái trừ nhau ra cái khoản chênh lệch phải nộp rồi. Đâu có vấn đề gì, tôi nghĩ rằng cái đó là công bằng để đảm bảo cho cái việc thị trường nó cập nhật đầy đủ trong bảng giá này. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bảng giá đất mới sẽ tác động đến 12 nhóm đối tượng. Nhóm ít bị tác động nhất chính là các trường hợp được bố trí tái định cư. Bảng giá đất điều chỉnh sẽ đảm bảo tương đồng giá đất cụ thể phù hợp với giá thị trường. Còn lại, 11 nhóm đối tượng sẽ bị tác động trực tiếp, trong đó hai trường hợp bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Dự luật đất đai 2024 cho phép hộ nghèo, hộ chính sách được nợ tiền sử dụng đất, nhưng Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thành phố nên kiến nghị mở rộng đối tượng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là khi giá đất được điều chỉnh tăng cao. Chúng tôi cũng rất mong thành phố kiến nghị với Trung ương để mở rộng cái đối tượng được nợ tiền sử dụng đất là đối với những hộ gia đình mà có nhu cầu xin nợ tiền sử dụng đất là để đáp ứng nhà ở mà thôi, không có hoạt động kinh doanh, đầu tư kinh doanh gì cả. Bởi vì nợ tiền sử dụng đất là người ta bị hạn chế quyền và người ta chỉ có thể chuyển nhượng khi người ta đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính lên nhà nước, không sợ là bị mất cái nguồn thu về cái tiền sử dụng đất bị nợ. Chúng ta có một cái hạn rất là rõ ngày 1/1/2026. Thì cái quan trọng là thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một cái khung theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, thành phố nên có một bước đánh giá phản hồi tác động của những nhóm tổn hại, những nhóm lợi, vân vân, từ cân đồng lợi ích, hài hòa lợi ích giữa các bên khi cái khung giá đó, cái mức giá đó được ban hành. Các chuyên gia cho rằng, dù việc xây dựng một bảng giá đất sát với giá thị trường là điều cần và phải làm. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh cần có sự điều chỉnh một cách thận trọng, kỹ lưỡng và có lộ trình phù hợp. Thậm chí nên chờ đến ngày 1/1/2026 mới ban hành bảng giá đất mới thay vì ban hành bảng giá đất điều chỉnh trước thời điểm này. Theo quy định của luật kinh doanh bất động sản năm 2023, từ ngày 1/8/2024 sẽ không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố, có đô thị loại đặc biệt,
loại 1, 2 và 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của luật đất đai. Việc siết phân lô bán nền được kỳ vọng sẽ giúp thị trường nhà đất đi vào ổn định. Tuy nhiên, cũng đem lại những lo ngại sau khi luật áp dụng, nguồn cung đất nền sẽ giảm và từ đó đẩy giá đất nền tăng lên. Tại khu vực đất dịch vụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Hơn một tháng qua, những thửa đất được nhận định nóng chưa từng có. Theo đó, có những thửa đất tăng gần 2 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Giá hiện tại trung bình khoảng 4,5 tỷ một mảnh đất hơn 50m². Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn đi săn lùng, còn môi giới thì không có hàng để bán. Tôi cũng đã đầu tư mua một vài lô ở đây rồi. Và tới tiếp theo tôi cũng sẽ mua thêm một vài lô nữa. Tôi thấy ở đây thì cái quỹ đất thì nó cũng chưa có nhiều lô có sổ. Từ 2018 tôi mua cái lô đất đầu tiên thì nó cũng chưa đến 800 triệu. Mà bây giờ cái lô đất bình thường thì nó cũng trên 4 tỷ rồi. Trước đây thì thậm chí 10 năm 20 thửa, cứ mua đi bán lại, mua xong lại bán ngay hoặc là ra sổ lại bán cho khách. Đấy, rất nhiều. Nhưng mà cái thị trường lúc đó nó chỉ tầm 3 tỷ 3 tỷ 2. Cách đây nó chỉ độ 2 3 tháng. Nhưng bây giờ nó đẩy lên 5 tỷ, thậm chí có lô 5 tỷ rưỡi. Bây giờ chúng tôi cũng không có cái đầu vào. Còn có những lô chúng tôi mua đấy, cứ người nọ sang tên hoặc là nhận ủy quyền sang cho người nọ người kia, có khi là một tháng, có khi cái lô đất 5 đến 6 lần. Không chỉ nội đô, ngay cả vùng ven Hà Nội như khu đất đấu giá Vườn Đào tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Vào thời điểm năm ngoái, nơi đây có giá khoảng 120 triệu đồng một mét vuông. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, đã lên tới 180 đến 190 triệu đồng một mét vuông. Theo thông tin từ các sàn giao dịch bất động sản, với tình hình thị trường đang ấm lên như hiện nay, thì từ giờ đến tới cuối năm, giá đất nền tại Đông Anh sẽ còn tiếp tục tăng. Trước tháng 8 vừa rồi thì nhà đầu tư đi tìm kiếm rất là nhiều, tìm những cái lô diện tích cứ nhỏ xinh để nó phù hợp với tài chính, với cả người ta sẽ đánh giá là khi mà siết chặt hơn nữa thì cái nguồn hàng nó sẽ hết, nên là người ta sẽ đi tìm kiếm nhiều hơn. Tình hình thị trường vẫn còn đang tốt như này, và với việc siết cái sản phẩm phân lô bán nền thì cái nguồn cung càng ngày càng khan hiếm, nên là mình nghĩ là sẽ ngày càng tăng giá và sẽ vẫn tăng ổn định. Vào giữa năm 2022, tình hình thị trường bất động sản có sự chững lại, thậm chí có mảnh đất giảm tới 50% so với đỉnh cơn sốt. Và mặc dù giá giảm, nhưng chủ đất muốn tìm khách mua cũng rất khó. Tuy nhiên, tới nay, thị trường bất động sản đã có sự khởi sắc nhất định. Đồng thời, khi ba luật về bất động sản chính thức có hiệu lực đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Ngay cả giá đất nền tại các huyện xa trung tâm như Mê Linh, Sơn Tây, Quốc Oai cũng tăng nhẹ. Về giá của thị trường bất động sản ở khu vực Mê Linh, từ đầu năm đến bây giờ thì được tầm khoảng 8 tháng, thì giá thì nó tăng tầm khoảng là 10 đến 15 giá tùy về khu vực. Cái nguồn cung nó sẽ khan hiếm hơn, bởi vì cái việc phân lô bán nền nó bị khó khăn hơn. Và thế thì nguồn cung khan hiếm thì mà nguồn cầu thì là tỷ lệ người vẫn là nhiều, người ta có nhu cầu vẫn mua rất là nhiều. Thế nên là cái nguồn cầu vẫn rất là nhiều, thì từ đấy là sẽ tạo độ khan hiếm, thì là giá cả nó sẽ tăng. Nhiều ý kiến cho rằng hiện tại có đến hơn 90% nguồn cung mua bán đất nền là những sản phẩm được các cá nhân tự phân lô tách thửa, sau đó lập dự án bán hàng. Do vậy, việc cấm phân lô bán nền theo quy định mới có thể làm giảm tình trạng phân lô tràn lan. Nguồn cung ra ngoài thị trường cũng trở nên co lại, giúp giảm tình trạng lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên, dự báo hoạt động mua bán đất nền trong thời gian tới cũng chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người trong thời gian vừa rồi đã tìm cách là đẩy đất nền đi với những lô to, vì thời gian quy định mới là họ không được phân lô bán nền, và cái điều này nó vô hình dung là cũng đã tác động nhiều đến về mặt thị trường, và cũng làm cho cái hành vi mua bán đầu tư bất động sản của người dân, thay vì người ta trước đây người ta đi đầu cơ nhiều vào nó, thì có nhiều người đã rút ra, và thời gian tới họ sẽ phải tìm những cái sản phẩm mới để neo đậu, trong đó có sản phẩm chung cư hay là sản phẩm nhà liền kề hay là nhà trong phố. Các chuyên gia cũng cho rằng thời gian tới có thể xuất hiện một lượng lớn sản phẩm đất nền diện tích lớn do bán hạ giá đến từ những nhà đầu tư lỡ ôm đất với mục đích phân lô tách thửa. Những lô đất nền tách thửa đã có giấy chứng nhận ở các địa phương bị cấm phân lô, chắc chắn giá sẽ bị đẩy lên. Bên cạnh đó, việc siết phân lô sẽ không chỉ tác động đến một nhóm người. Bởi tại những đô thị loại 2 và 3, lượng nhà đầu tư tham gia vào đầu tư đất nền rất nhiều. Vì loại hình này có tính thanh khoản tốt, nhu cầu cao, nên một số nhà đầu tư găm hàng và giao bán lại với giá cao.
Báo cáo về kết quả thị trường trong quý 2 năm 2024, Hội Môi giới Bất động sản cho biết phân khúc đất nền đang ghi nhận những kết quả rất tích cực khi lượng người quan tâm vẫn cao. Tuy nhiên vẫn đang chờ đợi động thái từ thị trường sau khi áp dụng luật đất đai. Dù giá tăng cao nhưng lo ngại về sốt đất đã không còn quá nặng nề như những thời điểm trước đây. Các chuyên gia nhận định khi luật đi vào cuộc sống, thị trường sẽ dần ổn định. Việc siết phân lô bán nền sẽ giúp thị trường minh bạch và không còn tình trạng sốt đất ảo. Một trong những điểm quan trọng trong luật đất đai 2024 đó là bỏ khung giá đất và quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm tiệm cận giá đất thị trường. Đây được cho sẽ là động thái khiến giá bất động sản ở tất cả loại hình, trong đó có đất nền, có khả năng điều chỉnh tăng vì hiện tại định giá đất thực tế thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Người dân thì cũng không cần phải lo lắng quá. Thứ nhất là chúng ta nói là cái bảng giá này nó phải sát với thị trường. Đây là câu chuyện mà nó sẽ góp cho cái việc là khi chúng ta bồi thường như thế nào, khi chúng ta giao đất như thế nào để nó đảm bảo là không thất thoát, còn phải xem thêm. Đấy là cái nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuế đất nữa. Bảng giá nó là như thế, nhưng thu ở cái tỷ lệ như thế nào cho nó phù hợp thì chính phủ còn phải ban hành cái nghị định đấy nữa. Thế nhưng mà trước đây chúng ta cũng đã quy định về nguyên tắc thị trường rồi, nhưng mà lần này chúng ta có những cơ chế để bảo đảm thực hiện. Ví dụ ở cấp nghị định, chúng ta có cơ chế về phương pháp định giá đất, các phương pháp về thu thập dữ liệu đất để chúng ta định giá được theo giá thị trường. Thì cái giá đất mà theo nguyên tắc thị trường thì nó sẽ có ý nghĩa là gì? Khi thu hồi đất của người dân thì người dân được bồi thường thỏa đáng. Đó. Và khi mà giao đất cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp tiền ngân sách nhà nước một cách thỏa đáng, công bằng và tránh cái việc thất thoát lãng phí ở đây. Thì tôi cho rằng là khi chúng ta triển khai cái cơ chế về giá đất nó hiệu quả thì cái vấn đề về thu hồi đất, vấn đề về đấu giá đấu thầu giải phóng mặt bằng và các dự án triển khai nó sẽ diễn ra nhanh và các dự án nó sẽ tạo ra nguồn cung giúp cho thị trường bất động sản phát triển một cách lành mạnh. Theo các chuyên gia, việc giá đất tăng lên ở từng khu vực phụ thuộc vào khả năng sinh lời và khả năng tài chính tại khu vực đó. Đặc biệt, đối với những khu vực được đầu tư bài bản hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ nhanh chóng thu hút và lấp đầy. Nguồn cung hạn chế sẽ khiến mức giá đẩy lên cao, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát của khung giá đất đã thay đổi. Tình trạng sốt đất có thể sẽ vẫn diễn ra, nhưng sẽ hạn chế rủi ro và sẽ theo chu kỳ. Thực ra tình trạng sốt đất thì nó sẽ theo chu kỳ của cái thị trường bất động sản. Có những lúc nó trữ lạnh, chuyển sang cấp đông hoặc là những cái cơn nóng trong các cái lĩnh vực, các cái phân khúc. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ dùng cái biện pháp là kiểm soát từng bước những cái hoạt động liên quan đến giá đất và giá của bất động sản trong thời gian gần đây để tránh đi bỏ đi những cái thành phố bỏ hoang nhưng mà người dân thì lại không có nhà để ở. Để giảm thiểu những cái tình trạng mặt trái của cơn sốt giá, tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là cần phải minh bạch quy hoạch, công khai cái mức giá trần, giá sàn của các địa phương và đồng thời đó là đảm bảo các cái mức giá của các dự án nhà nước đền bù phải áp giá thị trường, thì từ đó nó tránh tất cả những cái thông tin mà nhiễu hoặc là những cái sự gọi là bị thổi bởi các cái cò trung gian hoặc là bởi những thông tin thiếu. Và cuối cùng là cái việc rà soát, đánh giá, chống đầu cơ cũng là rất quan trọng. Nếu đặt vào chu kỳ, các chuyên gia nhận định đất nền vẫn sẽ tiếp tục có sức hút với giới đầu tư, đặc biệt là tâm lý chuộng nhà gắn liền với đất và nhu cầu tích lũy tài sản an toàn cũng như khả năng tăng lợi nhuận từ đất nền vẫn ở mức cao. Cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026. Thời điểm hiện tại cho đến nửa đầu năm 2024 có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tiết mục chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.